Lần này, chương trình vượt qua hiểm nghèo về với xã Thủy Tây, huyện Thạnh Hóa. Bà Trang rước chúng tôi trong vội vã, bởi một ngày của bà có quá nhiều việc để làm, lo cho chồng, cho cháu. Căn nhà của bà ở gần sông nhưng vẫn nóng hầm hập, vì từ mái nhà đến vách che xung quanh đều bằng thiết. Trong cái nóng bức đó, ông Trương Thành Thẳng cứ im lặng chịu đựng từ ngày này sang ngày khác. Ông Thẳng mất bệnh năm 2013, khởi phát chỉ là những cơn đau đầu thông thường. Khi đó, vợ chồng ông cứ nghĩ do làm ngoài nắng nhiều nên bị dậy. Nhưng rồi những cơn đau tăng lên, đến khi hay bị bất tỉnh, ông mới đi khám. Ngày bác sĩ báo ông Thẳng có khối u trong não, hai vợ chồng chết lặng. Cuộc sống làm thuê, làm mướn, ông bà chỉ mong sao có sức khỏe để kiếm sống. Nhưng bệnh tật thì không chừa một ai. Cuộc sống vất vả, khó khăn chồng chất. Vậy mà năm 2018, một trận dông lốc làm tốc hết mái nhà. Khi đó, may nhờ sự đùm bọc của xóm làng mà gia đình bà qua cơn hoạn nạn, lợp lại được mái nhà. Không bao lâu sau, bệnh của ông cũng trở nặng. Thì mới đầu bệnh thì nhức đầu, thì cái đi cái xỉu té xuống mấy lần vậy đó, mới đi khám, mới đi thẳng lên đại học Y Dược luôn. Thì cái đi chụp MRI cái nói bị khối u não, ta kêu mổ, cái lúc đó cũng không có khả năng để mổ. Cái về rồi bác sĩ có nói là kiểu như không mổ thì sao, thì cái mụn nó càng ngày càng bự á, rồi nó chèn ép dàn kinh. Thì hoàn cảnh khó khăn, hiện giờ không có tiền bạc gì để lo. Thì về cái đồ đi có tiền thì đi hút thuốc nam, thuốc bắc uống. Còn không có tiền thì rồi ai chỉ cái gì thì cho uống cái nấy. Thấy kiểu như nói nhà mình nghèo không có tiền, mà ở trong cháu hết bệnh, mà ông không hết bệnh nhà càng ngày càng nặng. Thấy mình buồn, mình rầu. Thì nhiều khi ai kêu mình đi mặn gần gần đây á, cái có gửi mấy đứa cháu á, khi vậy cái nấu cơm cái cho ông ăn, rồi cái cho ông nằm giường đó, cái thay đồ cho nằm giường đó, cái đi làm cái trưa về. Rồi cái nay nặng quá là cái đầu không có gặp mấy đứa cháu đi học nữa là không có gửi được. Nước mắt người đàn ông không dễ rơi, tuy nhiên nghe mọi người nói chuyện, mắt ông đỏ que, nước mắt chảy dài. Bà Trang cho biết suốt ngày ông không nói năng được gì, cũng không tỏ vẻ khó chịu, nhưng thỉnh thoảng bà lại thấy ông khóc. Có lẽ ông thương vợ con vất vả và tủi cho số phận mình. Thì đúng ra hoàn cảnh khó khăn của cháu Trương Thành Thẳng này, thì đúng ra tôi hồi trước nó là lực lượng vũ trang. Rồi lúc tôi còn làm xã đội, sau này hoàn cảnh từ năm khoảng 2013-2024 đến nay em Út nó cũng có lâm vào cái cơn bệnh. Thì đúng ra bệnh là cũng bệnh cái ngặt nghèo, thì đúng ra cái kinh tế gia đình cũng hơi khó khăn. Cái ở gần gũi đây bà con người ta cũng rất đồng cảm, cũng rất thương cho cháu Thẳng này, thì cái điều kiện khó khăn thì sống rất dễ thương, hiền từ, không mất lòng xã hội, thì xã hội cũng có cái đóng góp, cũng có chia sẻ một phần nào. Là nói chứ chỗ tình thương ở xã hội mà đùm bọc thì nó cũng không đâu thấm đâu. Không chỉ lo cho chồng, bà còn phải lo cho hai đứa cháu nội. Cuộc sống thiếu thốn, vợ chồng con trai lớn đi làm ăn xa, phải gửi lại hai đứa con cho bà nuôi. Biết là cực, nhưng bà cũng không thể từ chối, bởi bà biết vì cuộc sống mà phải sống xa con thì không ai vui vẻ gì. Con bà cũng thế. Trận dông lốc năm nào đã làm cháu bà bị ám ảnh. Khi nghe mưa có dông sét là bé lại chui xuống gầm giường. Thương cháu nhưng bà cũng không biết làm sao. Hộ của anh Trương Thành Thẳng ở ấp 3 đó, thì đặc biệt anh này rất khó khăn. Nghĩa là về kinh tế gia đình, về ruộng đất thì cũng ít. Anh lại lâm vào cái chứng bệnh năng y này cũng rất khó khăn. Thì lúc đầu cái sức khỏe anh cũng còn cùng khỏe, cũng còn đi đứng đầu được. Rồi đến thời điểm này đó thì sức khỏe của anh rất kém. Nói chung là anh đã nằm
tại chỗ rồi nhờ người thân rồi vợ con chăm sóc săn sóc rất khó. Qua cái thời gian mà bệnh kéo dài chạy chữa rất nhiều rồi với kinh phí gia đình cũng rất khó khăn, nên giờ này thì địa phương thấy vậy cũng cần nên có cái sự kêu gọi các cái tổ chức mạnh thường quân trong xã cũng như là ngoài địa bàn của xã, vì cái tấm lòng cũng chia sẻ, đặc biệt là hỗ trợ trực tiếp đến gia đình anh cũng như là anh Trương Thành Thắng để anh có thêm cái phần động lực cũng như là phần kinh phí để tiếp tục chạy chữa, cứu chữa cái căn bệnh của anh cũng như là tạo cái điều kiện giúp cho anh bớt cái phần nào khó khăn. Không đi làm mướn xa được, bà Trang chỉ còn biết bám vào hai công ruộng cha mẹ cho. Mấy năm nay do không có nhiều thời gian chăm sóc lúa, bà chuyển sang trồng khoai. Khi ông Thẳng còn khỏe, nhà thu hoạch khoai xong thì ông bà đi đào khoai thuê mướn cho người ta. Trồng khoai có năng suất cao, được giá thì cũng cho thu nhập tương đối ổn. Nhưng năm nay nước mặn, thiếu nước tưới, bà dự là năng suất giảm, cộng với giá khoai hiện tại không cao nên bà biết không còn trông mong gì vào ruộng khoai này. Biết vậy nhưng vẫn phải ráng làm vì cũng không biết trông vào nguồn nào khác. Khi ông còn bệnh thì quãng thời gian khó nhọc của bà còn dài phía trước. Chỉ mong sao bà có đủ nghị lực, chân cứng, đá mềm để vượt qua. Quý khán giả thân mến, một mình lo cho chồng bệnh, vừa chăm hai đứa cháu nhỏ, bà Lê Thị Trang gần như không chút nghỉ ngơi. Mơ ước lớn nhất của bà bây giờ là có tiền để điều trị cho ông, để ông được khỏe lại. Ít ra là cũng tự chăm sóc bản thân được, để bà yên tâm đi làm kiếm tiền thay ông lo cho gia đình. Chúng tôi rất mong thông qua chương trình Vượt Qua Hiểm Nghèo, ông Trương Thành Thẳng sẽ nhận được nhiều sự chia sẻ từ quý khán giả. Để giúp cho ông, quý vị gửi về Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Long An, địa chỉ số 3, đường Chợ Công Tồn, phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An, số điện thoại 0272 3822 529. Thưa quý vị, trong chương trình Vượt Qua Hiểm Nghèo tuần vừa rồi, chúng tôi đến xã biên giới Hưng Điền A của huyện Vĩnh Hưng. Bé Nguyễn Lê bảo như 2 tuổi, bị động kinh và kém phát triển. Cha mẹ nghèo khó nên không có tiền đưa em đi tái khám theo định kỳ. Hoàn cảnh của bé Bảo Như đã nhận được sự ủng hộ giúp đỡ từ những nhà hảo tâm sao? Danh sách ủng hộ bé Nguyễn Lê Bảo Như, xã Hưng Điền B, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An, phát sóng ngày 13 tháng 5 năm 2020. Chú Hai cầu Choi 100.000 đồng, Thiếm Chính Nhẫn 50.000 đồng, gia đình Khoa Dung Khôi 300.000 đồng, Trần Văn Tám, nhà máy xe xác Lạc Thành Bến Nước 200.000 đồng, bé Bùi Gia Tiến, Bùi Thanh Liêm, Nguyễn Thị Hồng Cúc, Tú Uyên 300.000 đồng, nhóm từ thiện chợ cái nước mặn Long Hồ Đông 1.300.000 đồng, chú Thiếm Ba Lăng, Sigem, Bé Bôn, Ngọc Quyền 500.000 đồng, gia đình ông Lương Minh Tráng 3 triệu đồng, gia đình Hồng Nẫm, Hồng Cúc, Hồng Đào 400.000 đồng, doanh nghiệp tư nhân Thanh Trâm 200.000 đồng, Thanh Thủy, Thanh Trúc, Thanh Sơn 500.000 đồng, gia đình chị Thẩm 100.000 đồng, Ni Sư An Quệ, Chùa Phật Quệ 50.000 đồng, Nam bé Xuân Thư Ngọc hiện tại 400.000 đồng, Ni Sư Tắc Đức, Chùa Tôn Chân 100.000 đồng, bé Quài Anh, Tân Trụ 100.000 đồng, Úc An, Điện Máy Thu Ngân 200.000 đồng, Quỳnh Quang Mực, Trần Thị Mỹ Trân 700.000 đồng, Bùi Cao Sơn 500.000 đồng, Nguyễn Minh Triết 200.000 đồng. Nguyễn Thị Tuyết Mai, Trương Trang Quang, Trương Trang Tiền, Nguyễn Phúc Long, Nguyễn Bảo Anh 1 triệu đồng, Đại Đức Thích Quá Minh và Phật tử Hai Chùa Long An Thiên Phước 500.000 đồng, Anh Đông Công ty Đại Dương 2 triệu đồng, Ban Hộ Niệm Qua Sen và Phật tử 200.000 đồng, nhóm từ thiện Ngân hàng Sacombank Long An 20 kg gạo, Bùi Thị Đẹp và Nguyễn Hoàng Oanh 200.000 đồng, Thiên Ân Triết Khang 150.000 đồng, bà Trần Thị Nguyệt 100.000 đồng, Máy Nổ Phát Quy 500.000 đồng, ông bà Quá Cố Thái Giảng Cam và Trần Thị Chiên 100.000 đồng, ông Quá Cố Phan Trang Tân và nhà trọ Ngọc Nga 200.000 đồng, Trần Văn Tị 200.000 đồng, Trần Thị Bận cầm đồ 114 100.000 đồng, Chành Cường Quyên 100.000 đồng, Bi Gia Thanh Sang, Thanh Tùng, Thanh Hiếu 200.000 đồng, Anh Hùng Phân 100.000 đồng, Ga Thùy Vũ 100.000 đồng, Nguyễn Thị Mi So 100.000 đồng, Ga Ráng Hàn Quốc 248 Hùng Dương 100.000 đồng, Quán Ăn Thu Tuyền 100.000 đồng, Hai Bé Mai Duyên 50.000 đồng, Thành Đạt Quang Chinh 50.000 đồng, Chị Tâm Bánh Canh 50.000 đồng, Châu Đắc Chí 50.000 đồng, Quệ Đức Mỹ Hoa, Quệ Hiếu 100.000 đồng,
Trần Bạch Yến 50.000 đồng, chú Tám Hé 100.000 đồng, chú Sáu Chánh 100.000 đồng, ông bà nội Quốc Thảo 100.000 đồng, bà nội Kim Yên 50.000 đồng, ông bà nội Ngọc Tài 100.000 đồng, nhóm từ thiện chợ phường 6 200.000 đồng, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hai Cư Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Văn Trường 600.000 đồng, tỉnh thất thiện tài 400.000 đồng, nhóm cô chính nguyện cậu Úc Diệu Hạnh, Úc Thúy, Nam Chuyên, Tuấn Hồ, Bác Phúc, Phượng, Tám Nết, Úc Tịch, Dũng Ngoan, Bé Ti, Cậu Nhi, Bảy Dê 500.000 đồng, chị Phượng Đồ Chai 250.000 đồng, Nguyễn Anh Thoại 100.000 đồng, bà Sáu Nhường 200.000 đồng, chị Thuyết AC2NK 7679 200.000 đồng, thầy Minh Quệ 100.000 đồng, Minh Khanh Thiện Chơn 100.000 đồng, Quỳnh Tuấn Quà 50.000 đồng, gia đình anh Dũng 250.000 đồng, Nguyễn Cao Ngân Bình, Nguyễn Cao Nguyên, Phạm Văn Nhị 250.000 đồng, Lê Công Tâm 100.000 đồng, Lê Thị Hồng Nhung 100.000 đồng, Trần Thị Thu Hà 200.000 đồng, Nguyễn Ngọc Như Ý 100.000 đồng, ông bà nội Gia Bảo, Gia Minh, Gia Khang 300.000 đồng, Quang Phúc, Thúy Hân 100.000 đồng, Kha Thị Minh Nguyệt 200.000 đồng, Trần Ngọc Tới 100.000 đồng, Tân Tú 100.000 đồng, Tuyết Úc 200.000 đồng, Lê Khuê Đạm pháp danh Thiên An 50.000 đồng, Trần Thị Kim Liên pháp danh Diệu Hồng 50.000 đồng, gia đình Sơn Hằng 200.000 đồng, bà Trần Thị Được 200.000 đồng, thôn từ thiện chợ Rạch Kiến 500.000 đồng, nhóm từ thiện cô Tư Lại Tầm Chu 200.000 đồng, Phạm Thị Thu Trang và tập thể công nhân GS Vina 100.000 đồng, Lâm Anh chợ Trạm 300.000 đồng, gia đình cô Lụa 100.000 đồng, Phạm Thị Thu Trang và tập thể công nhân GS Vina 100.000 đồng, Trần Hùng Chuẩn 100.000 đồng, quán Quỳnh Qua Tủ 500.000 đồng, Ngọc Anh 100.000 đồng, Nguyễn Văn Nam, Phạm Thị Nga, Võ Văn Tư, Thiều Thị Bé, Nguyễn Minh, Bé Hiếu 500.000 đồng, Ba Hương Tư Phương, chị Sáu 150.000 đồng, chị Lan Anh, Quyên, Chọn Hằng, Anh Lai, Anh Phước, Tư Hừng, Ngân Thịnh, Duy Linh, Anh Minh, chị Mai, Anh Minh, Bé Mơ, chị Hạnh 750.000 đồng, Cúc Tàu Hủ, Yến Đồ Chai 200.000 đồng, nhóm từ thiện chị Mười Nên 3 triệu đồng, gia đình anh Sõn rau cải Đà Lạt 200.000 đồng, chị nữ rau cải chợ Tân Thạnh 200.000 đồng, tiệm vàng Kim Tuyền 500.000 đồng, Loan thủy sản 200.000 đồng, Như Nguyện 50.000 đồng, Trịnh Hữu Phước 100.000 đồng, Nguyễn Thị Chẩn 100.000 đồng, Ngọc Sương Thu Hằng 150.000 đồng, Bối Bối Su Su Suni Mai Ca Hiệp Thạnh 500.000 đồng, nhóm từ thiện Nhân Thành Trung 400.000 đồng, gia đình anh Hùng Nam Cường 500.000 đồng, anh Công Đạt 250.000 đồng, Quỳnh Kim Ngân 125.000 đồng, Hiệu Dài Dự Dự 500.000 đồng, bà Út Lứa Bén chợ Tân Trụ 200.000 đồng, bà Hồ Thị Mỹ Lệ 100.000 đồng, Giờ Gạo Tám Trang 250.000 đồng, ông Quá Cố Tám Nhu 50.000 đồng, nhóm Sáu Phòng Mẫu Công ty Quản Diệt 250.000 đồng, Mái Che Đức Phương Sửa Xe Quân Sửa Xe Tư Lâm Phúc Bột 400.000 đồng, Út Nhã Kim Cúc 400.000 đồng, gia đình Lý Minh 1 triệu đồng, Nguyễn Văn Nhuận 400.000 đồng, Nguyễn Ngọc Trân 100.000 đồng, Mai Lệ Xuân 100.000 đồng, gia đình Sáu Nhỏ Bé Quỳnh Anh 250.000 đồng, Nguyễn Thanh Xuân 300.000 đồng, Dương Đắc Lộc 200.000 đồng, Thánh Thất Cao Đài xã Phước Lại 5 triệu đồng, Ban Hành Thiện Thánh Thất Cao Đài Long Hiệp 1.400.000 đồng, Dương Thị Mai Hạnh, Mai Châu, Hữu Nghĩa, Minh Trạng, Ngọc Hạnh, Minh Hiền, Thái Thị Tiếu, bốn bé Đông Bi Khôi Anh, ấp Nam Phước Đông, Cần Đước 400.000 đồng, Quỳnh Thị Hiếu 100.000 đồng, tập thể công nhân công ty Mai Trang Khoa 600.000 đồng, Nguyễn Thị Kiều, phụ tùng Honda Quỳnh Mai, Nguyễn Thị B, Nguyễn Thị Đũa 400.000 đồng, bà Năm, cô Thích, cô Út Nháy, cô Hồng, cô Thu 250.000 đồng, hai bé quận 12 100.000 đồng, bà Lê Thị Trầu 100.000 đồng, hai bé Chí Thiện Minh Khuê 100.000 đồng, cô Thắm và hai bé Hạnh Phúc 50.000 đồng, bà Tư, cô Ánh, chú Thanh, anh Tùng 200.000 đồng, anh Minh, chị Trúc, bé Hương, bé Quỳnh 200.000 đồng, tổ Phật tử ấp Bình Điện 800.000 đồng, mắt kính Tân An 200.000 đồng, chị Bích Hạnh 100.000 đồng, Nguyễn Hữu Nghĩa 100.000 đồng, gia đình Hoàng Kim 100.000 đồng, tiệm vàng Kim Thành Lý 200.000 đồng, Thu Xuân 50.000 đồng, Trần Thị Hồng Chân 50.000 đồng, Nguyễn Ngọc Uyên Thi 100.000 đồng, Kim Quê Úc Đức Ánh Tuyết 150.000 đồng, Lê Chân Chinh 50.000 đồng, tổng cộng 32.675.000 đồng và 20 ký gạo. Chúng tôi mong rằng tấm lòng của những nhà hảo tâm hỗ trợ được một phần kinh phí khi bé cần phải được điều trị dài ngày. Thưa quý vị, chương trình Vượt Qua Hiểm Nghèo tuần này đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Mong gặp lại quý vị vào lúc 19:55 thứ tư tuần sau.